Hello, hôm nay là sinh nhật 7 tuổi của Mio và cả nhà mình sẽ hát bài Happy Birthday tặng Mio nha. Rồi. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Mio. Chúc Mio lên 7 tuổi lúc nào cũng mạnh khỏe và ngoan ngoãn. Chị chơi đi, chúc Mio nào. Chúc Mio luôn học giỏi, được 10 điểm. Trời, và luôn đẹp. Đẹp luôn hả? Đẹp trai đúng không? Đẹp trai, lại tới Sunny. Chị chúc Mio luôn khỏe mạnh, học giỏi, được luôn được 10 điểm. Và đẹp trai và học giỏi tốt. Anh hai kìa. Anh hai, chúc Mio học giỏi, thông minh. Trời ơi, xích kìa. Rồi Mio ơi, mẹ chúc con trai là luôn ngoan ngoãn nè Mio, luôn học giỏi và luôn đạt được những điều con mong ước nha Mio. Nha. Đây mẹ không nghe nè. Rồi. Không một cái nè. Thân lè. Không 10 cái luôn. Không 10 cái luôn. Hôm nay sinh nhật của con. Sinh nhật của Mio. Hôm nay là Mio con mấy tuổi? 7. Con 7 tuổi đúng không? Con giới thiệu về chiếc bánh kem sinh nhật mà hôm nay con thích đây. Đây là ai Mio? Mu, Chiro. Đấy. San, Chiro. Hôm nay là còn đây. Em thích nè. Một cái bánh kem rất là đặc biệt luôn. Cũng giống con đó. Đúng chị Cherry đúng không? Nhưng chị đã quên mất thiếu một người là. Nhưng mà chị bị thiếu một người đó là Mio đã nhờ cô cho Phạm làm một chiếc bánh kem là chắc là không đụng hàng luôn. Không ai có một cái bánh kem giống Mio đúng không Mio? Giờ ba Hải sẽ đốt đèn cày cho Mio sinh nhật 7 tuổi nha. Đợi tí xíu nha. Con điều ước mơ là của con là gì nhé? Thêm rồi. Rồi thổi đèn cày. 1, 2, 3. Thổi. Cấm chị đi thổi chung. 3, 2, 3. Như cứ vậy. Xin gắn nữa, xin thổi lần nữa. Thổi lại ha, rồi ok. Thổi lại tiếp. Anh hai có thổi ké không? Thổi ké không? 1, 2, 3. Chị có râu. Thì đây là quà sinh nhật của Mio nha. Hay sẽ đến phần khui quà. Đây là quà của papa là năm nay là tặng quà handmade thôi. Năm nay là bạn được một món quà bạn thích. Không. Chữ của ai? Ai ghi? Chữ của Ri. Chữ của Ri hả? Một quả bóng Miniverse Series 1. Wow. Cũng giống quà con đó. Giống quà Cherry dạ, luôn. Dạ tình hình là sao? Để dành hay là mở? Cái này để dành luôn ha. Đợi buổi tối tụi con mở. Ok không Mio? Ok. Tối mới mở hả? Dạ. Mở nhanh đi. Mở cái này. Còn gõ gõ. Food Series 2. Ủa nó khác cái chỗ nào, khác màu hay hả? Cái này sẽ là làm đồ ăn, còn cái này sẽ là làm thức uống. Cái này cà phê, còn cái này đi nè. Buổi tối đây đến là chị Cherry tặng đầu tiên. Cherry sẽ tặng là ống hút mini. Wow, Cherry tự làm hả? Đó. Mẹ hút được luôn á mẹ. Đã vậy. Mẹ có cái lũa này mẹ. Làm sao Cherry có thể băng bó được? Đừng. Chị lấy băng keo. Đây. Cái này sẽ là quà thứ nhất và quà thứ hai sẽ có hai bịch. Chị Cherry. Đúng rồi. Để đây. Thích ta. Đây là một cái quạt tự làm. Wow, đúng là một mùa hè nóng đợt mình đã có quạt để sử dụng đúng không con? Có chữ cắt chúng nha, cái thứ hai nó xé, cái thứ hai nó xé. Nhiều quà lắm á. Còn chị xếp không? Thôi cái này mà cắt cái này dính rồi. Wow, nhiều quá vậy. Trời ơi. Cái này đây là cái xương hồ. Cái này đẹp quá vậy, cái này gì đẹp quá vậy? Khoan chứ, cuối tuần cái chứ, không thấy số hả? À, có số, có số. Đây là cái số 1. Cái chị làm đẹp quá. Làm một cuốn sổ note. Note. Wow, thấy chưa? Đâu mẹ coi coi. Wow, xuất sắc luôn. Tiếp là cái thứ 2. Có chữ luôn kìa. Quay lại cho mẹ xem. Quay lại. Cái thứ 2 là cái này trước. Rồi để cho em tháo đi cho em hồi hộp. Đằng sau là cái số 3. Để chị đi tháo. Đằng sau là cái số 3. Có chữ chúc mừng sinh nhật luôn đúng không?
bả làm mọi sinh nhật cái bả khui luôn. Cái số 3 cái gì vậy? Để cho em khui. Mà nhưng mà Cherry làm khéo tay quá vậy. À, bên trong cái đó là một cái chiếc khăn mặt nạ, một cái khăn. Nè mình để ở trong nước đi to. Trời ơi, Cherry làm đẹp quá mà cắt ra ủ quá. Wow. Là một cuốn sổ. Bên trong. Chúc mừng sinh nhật Leo 70 tuổi. Ủa? Đúng rồi, 7 tuổi. Trời ơi, chị thương thế. Nãy vừa nghĩ bài số 3. À, mấy món bài số 4. Ôi, đất ơi, có idea đàng hoàng chưa? Món quà số 4 nha. Ở bên trong là một cái chiếc vòng vòng tay. Vòng tay mà Miu thích. Trời ơi. Sao có vụ này nữa hả? Trời đất Miu ơi. Sinh quà đẹp quá vậy. Miu xin con làm cho Miu một cái vòng tay. Cái tử làm đúng hả? Dạ bộ vòng làm vòng tay. Rồi bộ số 5 đi. Coi khui, khui đến bộ số 5 nha. Chừng ở đất bây giờ. Thì là sẽ lấy mặt con heo ra. Ít coi chừng. Đó là lý do chị nói mở ra thử con heo. Bên trong sẽ có Charms. Charms hả? Và con heo đã gắn trên cho bút. Đó. Cái. Đừng có rốn. Wow, đẹp quá. Tiếp theo quà số 6. Tiếp theo là đây là vô diện. Đẹp quá vậy. Xét cho đi. Mở ra. Xét vô diện đẹp vậy. Quá đẹp luôn. Rồi. Happy birthday. Happy birthday đâu kéo lại. Nè, cái là lại nè. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, siêu đẹp luôn. Nhưng mà có ý tưởng á, Cherry có ý tưởng. Cherry ID nhiều lắm. Cherry nhiều ID đúng hả? Thiếp quá. Rồi đến bài thứ 7. Trời, chưa xong luôn hả? Chưa xong luôn. Số 7 hả? Ủa mấy cái hũ này sao làm được hay vậy đi? Bí mật. Đây sẽ có hai cục cơm. Đây là cục cơm chữ Happy và một chữ Sad. Rồi, giờ mở nha. Mở này nha. Làm rất là chỉnh chu. Nên đó là lý do con thu là mấy cái hộp thuốc của bà đó. Nó có một sự đầu tư rất là lớn. Cái này mình rất là khó chuẩn bị rất là lâu rồi. Giờ cái hộp này nó làm gì? Chuẩn bị rất lâu. Mở dai bờ là bơi dài khỏi sinh. Mở coi coi. Cái mày coi coi. Mượn dai bờ. Mượn dai bờ là gì? Dai bờ là bơi dài. Con có bông bơi dài. Con có bông bơi dài chơi. À, đã cho option được mượn đó hả? Dạ. Cho mượn con có bông. Bà sinh nhật là cho mượn. Rồi tiếp theo option thứ hai cũng sáng tạo. Đâu quà này mượn Lana. Mượn Lana khỏi sinh. Đây mượn chị rơi Lana. Nè giữ cho kỹ nha. Mất cái này là không có mượn chị được nữa đâu nha. Còn cái tiếp theo nè. Sinh này mốt đi ra mượn em tờ. Để đi ra mượn khỏi sinh. Mario này đã quá. Mượn gấu dâu khỏi sinh. Gấu dâu của chị ơi. Trời đất ơi, hay ý tưởng này hay vậy. Tại vì đứa này khai 1 nè, 2 3 4 con đi lấy quà. 5 đi coi. 6 7 7 7 8 9 tổng cộng 9 món. Wow. 11 món. Cái quà của Sunny nè. Quà Sunny nè. Ok. Ấy không có cái chơi đi. Đúng rồi. Dạ. Đẹp quá à. Ơi mấy này đâu ra vậy nị? Ủa nị, em lấy mấy cái này tặng thiệt luôn á hả? Trời ơi. Cả cái này trong bộ đồ chơi của nị, bộ đồ chơi. Nhưng mà em thương mẹ hai cái đó. Em nên đi tặng lại cho em luôn á. Nị đờ hay không có, còn bộ ra mắt cái dễ thương lắm á nha. Thấy không thấy chị đây thương nè. Em không? Con heo dễ thương quá nè. Tiếp là cái này. Cái kéo rồi. Không, nó đâu có cần kéo đâu, chỉ mở ra thôi. Trời ơi, xin này cũng đầu tư dữ dằn. Happy birthday. Ở dưới bụng con mèo. Ồ, cái đó cái gì vậy? Cái đó cái gì là bóp được hay vậy? Xin này, xin này, sao hay vậy? Xin này sáng tạo vậy? Cái này sao? Sao? Chỉ mày coi. Xin này sáng tạo vậy? Hay vậy? Xuất sắc luôn. Trời ơi, xin này sáng tạo vậy? Ủa, cái này cái cục gì bong bóng hả? Con cục bong. Bóng bóng là gì? Happy birthday. Happy birthday ha, hay quá, hay quá. Đã bóp được coi, 1, 2, 3, vua đi. Không cần 1, còn 2. À, có một màu phía sau luôn. Mẹ nhìn gửi lại thì thấy. Ủa, cái gì mua sao cứ sẵn mà.
Chị tặng em đi ô. Đó, xin này biết. Đó, hay quá. Thật rồi, tới đi ô quà tặng. Đây là quà của anh Dio ha. Anh Dio đã rất là tốn công để làm tặng cho em Úc Mio nè. Sticker. Đâu đâu, mẹ coi nào, mấy coi cho mẹ. Descartes as mouse. Coi anh hai viết gì vậy con? Gì mới được. Mẹ quay quay cho mẹ coi. Quay quay cho mẹ xem kìa. Quay ngồi coi, ngồi coi, ngồi coi. Ngồi coi, ngồi coi. Anh hai viết chữ đẹp quá, chữ đẹp kìa. Rồi, 1, 2, 3. Wow, đẹp quá. Đẹp. Ba đừng ngồi. Không lấy khuyên nè mẹ. Thôi, chúc mừng ba nè. Thất nhập. Nữa nè. Bà thấy bộ quá vậy. Mui chi đó. Thích không? Anh hai biết con thích gì đó. Thích không? Tuyệt vời luôn. Đúng cái thẻ mà con thích luôn đúng không? Dạ. Mời tiếp theo của Mio đâu? Mio cho mẹ xem với. Đây, sticker. Wow, sticker thích quá. Sticker. Trời ơi, chúc mừng. Cái này hình như là mùa nhờ. Cảm ơn mọi. Ngoan nè, chỉ khóc nè. Học thì lúc nào cũng xuất sắc nha. Nha. Đương nhiên là đẹp dai rồi. Món quà của bà Bảy luôn. Rồi có gì ạ? Cũng được chung bí mật, bí mật, bí mật. Bí mật. Hai cái này cũng là bí mật. Không cho ai biết đâu. Phải bí mật mới chịu. Trời đất ơi. Cái hộp này, cái hộp này á, vì chịu đi bận. Hôm nay bận thu dữ. Hộp này, mẹ có hộp này, cái hộp này là mày nhìn kỹ đi thế là đỏ không? Y chê màu đỏ này nè. Vui không, vui không? Trời ơi, Mio sinh nhật 7 tuổi vui quá nè. Cái này còn vui hơn. Vui hơn đúng không? Cái đó là cái anh hai tặng đúng không? Con thích nhất đúng không? Vậy mẹ có cần vẽ tấm hình đó tặng con nữa không? Ê Mio, chị muốn vẽ liền. Ok, rồi chúc bạn thật là vui vẻ. Bye bye bạn nha. Sinh nhật vui vẻ nha.